Đây, đến khoảng 8 giờ là bơm nó tự tưới tự động. Để kiểm tra xem nào. Ồ, này là có một vòi nó bị. Quay không đều à. Mấy cái ngô này. Này, đậu cô ve nó đang tàn rồi đây, ăn được mấy mấy đấy rồi tàn rồi. Thỉnh thoảng vẫn còn một bông hoa đây, thỉnh thoảng cây vẫn còn hoa, chắc là sẽ ăn được thêm một ít nữa thôi, sẽ tàn nốt. Chỗ này là hai luống cải mà nó bị cái con gì nó đá thủng hết cả lỗ rồi, xen vào mấy cái ớt chuông. Ớt này là ớt chuông gieo từ hạt, táp hết lá đây, cái lỗ táp hết lá thế này. Đấy, này chắc là trồng cho vui thôi chứ còn có khi chả ăn được, chả đến lúc ăn, đến lúc đó lớn tí nào là lại bị thủng lỗ chỗ tí đấy. Đây chắc là do cái con gì nó đá vào ăn thủng hết cả lá rồi, không có phun tưới gì trên à, không có thuốc men thuốc trừ thuốc xịt gì, không kệ cả. Lớn được thì ăn mà nhỡ mà không ăn được thì thôi, cho nó tốt đất vậy, cho nó tín đất thôi. Đây, còn đây là cái thùng này hôm qua mới trộn đất lên để trồng đang gieo với đây. Cái này hôm trước đang gieo đây, gieo cải ngọt. Đây, cái này là hôm qua gieo cải ngọt. Nói chung là trồng cải đây cũng chưa chắc ăn được. Vì chỉ có cải bó xôi là sâu vậy nó chê thôi. Còn cái cải, các loại cải khác cái lá nào nó cũng bị kiểu như này. Lá nào cũng bị thủng lỗ chỗ nha. Đây, riêng cải bó xôi là không sao. Tôi sẽ tập trung vào trồng cải bó xôi thôi. Các loại cải khác thì coi như là thí nghiệm, không ăn thua. Trồng nhưng không được ăn. Đây cà chua. Bắt đầu có hoa có quả. Cà chua này trồng từ hạt mua ăn quả ngoài chợ về xong rồi vứt hạt xuống, thế là xong đó thì dâm nó lên rồi lại gom ở đây thôi. Cũng bắt đầu có hoa rồi nhưng mà cái này hoa nó mỗi chùm hoa nó có khoảng 4 năm hoa thôi. Nhưng mà bắt đầu chắc là sẽ có quả để ăn đấy. Kia có mấy quả đậu bằng cái hạt quả cà rồi kia. Hy vọng là khoảng 2 tháng nữa sẽ có cà chua ăn. À đây là tỏi này. Tỏi ấy, chẳng hiểu trồng kiểu gì cho nó cứ rũ cái lá ra thế này. Trời ơi đúng là nông dân phố có khác. Nhìn thấy cái gì cũng buồn cười. Thôi cái này chắc sẽ cắt lá non để ăn thôi chứ còn hy vọng gì ăn củ. Cắt lá tỏi ăn thay hành vậy, thay lá hành vậy. Lá tỏi này nghe nói xào thịt bò cũng ngon. Đây chỗ này còn một cái đám cải bó xôi đang lên này. Chắc là sẽ phải đánh tỉa bớt đi cho nó bớt dày. Tỏi. Đây, diếp cá đây. Diếp cá chỗ nào nó cũng mọc la, mọc lấn hết các cây khác. À, bên kia là có đám xà lách ăn được rồi. Ăn được mấy bữa rồi, đang cắt ăn dần. Xen kẽ với nó là mấy cái khoai sọ. Bên này thì 4 luống khoai sọ. Đây, bên này trồng 4 luống khoai sọ.
Thôi nhưng sang năm thì có lẽ là sẽ giảm khoai sọ đi, ta sẽ trồng thay bằng khoai môn. Đây, đây là có hai cái thùng đang ươm đây. Đây là sen và đấy là cái cải bó xôi. Và đang thùng này là sẽ về sau sẽ dùng để trồng các loại rau húng, rau kinh giới để ăn ghém. Còn cái thùng bên kia thì đang ươm lấm phún lên rồi đây. Đang ươm su hào bắp cải. Ươm coi như thí nghiệm thôi chứ cũng trồng su hào bắp cải không chăm được thường xuyên thì cũng không ạc ăn đâu. Đây là dọc mùng này, mới trồng mà cũng chưa lên. Đây cây chanh đây, sau khi vặt lá được khoảng 20 ngày, chắc chưa được 20 ngày, nó sẽ ra lá non và đồng thời là cho ra hoa, ra nụ đây. Hy vọng là sẽ đậu được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bông hoa, sẽ đậu được 6 quả chanh. Đây cây chanh này thì vặt lá trước cho nên là đã ra hoa và đậu quả trước đây. Thử đếm xem nào. Xíu xíu. Đây được 3. Bốn này. Này đếm được 5 này. Tổng cộng được 7 cái nụ đã được thụ phấn rồi. Cây này hy vọng sẽ được 7 quả.